Vì sao không đi học? Vì sao nghỉ học? Dạ, tại nghèo quá. Nghèo quá. Nghỉ luôn. Thôi thì ráng đi học đi con. Nhưng mà có cái bạn đó, bạn mỗi lần mà con hay đi chơi á, bạn nó hay chọc con lắm. Bạn nói là bạn hư hột rốt. Nhà nghèo mà nhà nghèo mà tự như là không có đằng cùng đẳng cấp chơi với bạn. Được rồi. Vậy là con thấy con buồn hả? Dạ buồn chút. Chú thấy là con muốn khóc luôn rồi đó. Dạ đúng rồi, nhà thấy muốn khóc luôn á. Mà mình không nói được lời luôn, giờ làm sao giờ? Sao nhà con đó sao? Dạ. Nhà con hồi đó sao? Nhà con hồi đó thì mát căng tin đó thôi, trường học đó chú. Hồi đó con cũng mát căng tin trong trường học nữa. Rồi xong biết từ cái ba chơi quá. Ba chơi quá cái gì vô đây luôn. Ồ vậy hả? Mà giờ cái căn đêm đó giờ cậu ba con đang bán rồi. À. Mày nói sai là từ Long An về Bến Tre. Như tối nay nó bắt đầu mới. Bây giờ mẹ về Bến Tre mẹ đi làm chỉ xây dừa. Dạ đúng rồi. Mày đang quay lại. Hồi năm 2018. Năm năm rồi. Nhưng mà cái tay không làm được gì luôn hả? Dạ cũng nấu cơm bằng cá đồ được chút. Nó giờ nó còn vậy nè. Cái bàn tay thì giờ còn móc cái bàn của mày với móc cái bàn Út. Là nó còn vậy thì mẹ vẫn làm bình thường được. Như ví dụ con giặt giũ nấu cơm là được. Vậy con bán một ngày là con đưa ở nhà nhiêu? Dạ con đưa cho mẹ 200. 200. Dạ, còn 50 thì con ăn bánh với em con. Dạ. Rồi ba con có khi nào mà gặp con đầu tiên không? Dạ không. Nhiều khi ba chỉ xin đổi xăng thôi. Mà xin đổi xăng hả? Dạ mà mẹ cho mà. Ừ. Vậy con nghỉ học rồi. Dạ. Nếu mà năm nay mà có con học rồi, con sẽ học lớp 7. Mà con muốn đi học không? Dạ muốn chứ. Vì sao không đi học? Vì sao nghỉ học? Dạ, tại nghèo quá. Con... Nghèo quá. Nghỉ luôn. Thôi thì ráng đi học đi con. Bây giờ ví dụ như mình đi vô làng ớt ớt mình học, mình phải học mới được. Chứ giờ mình đi bán vé số về hoài đâu được. Đúng không? À. Mà thấy con chú thấy là con sáng nè. Đó, thấy không? Phải đi học mới được. Được không? Thôi thì cái này người hoàn cảnh. Nha, con cũng cố gắng. Thì chú đưa lên trên đây cũng có bác đó. Người ta thấy con rồi người ta giúp cho con tí xíu nữa chú đưa cái số điện thoại con lên nha. Rồi để người ta có nha. Dạ. Con tên gì? Dạ tên ở trong hả chú? Con tên gì cũng được. Dạ, trong không ngoài? Dạ. Ở trong tên gì? Dạ con ở trong tên Thơ. Ở ngoài tên gì? Dạ tên Tiền. Dạ. Trời ơi mới như đây mà nghỉ học đi bán nuôi mẹ. Thôi giờ con ăn đi, con cứ ăn đi. Con cầm con ăn đi phải đi con. Con không có sao đâu. Đó. Ngày giờ đâu có ăn ngon vậy ha. Hả? Thằng Huy mà có thì mẹ đâu dám sinh nhật em thì có ăn thôi. Rồi. À, con nghe là mình đang ngồi cầm tủ vậy khi mình đi mình thấy người ta vui vậy mình có cảm thấy mình thấy không mình cảm thấy mình tủi không? Dạ cũng có chứ có hồi lúc con mới nghỉ học có chú à. Ở đó là mùa dịch con học một học kỳ lớp 6 rồi nhưng mà có cái bạn đó bạn mỗi lần mà con hay đi chơi á bạn nó hay chọc con đó bạn nói là bạn hư hột rốt. nhà nghèo mà tự như là không có đằng cùng đẳng cấp chơi với bạn. Được rồi. Vậy là con thấy con buồn hả? Dạ buồn chứ. Chú thấy là con muốn khóc luôn rồi đó. Dạ đúng rồi, nhà thấy muốn khóc luôn á. Mà mình không nói được lời luôn, giờ làm sao giờ? Buồn quá. Bạn lúc nào cũng chặt vậy trơn á. Với lại con hay bị bạn ăn hiếp lắm. Bạn nói là con học dở là bạn hiếp à. Thôi, ráng đi con. Giờ cuộc sống rồi. Giờ con ăn hết cái này đi. Dạ. Hết rồi đi con. Dạ vâng ạ, phần lễ xuất giá bên trong đã xong.